Xin chào các bác, cô chú, anh chị. Và các bác, cô chú, anh chị nhìn này chắc không nhận ra cái cây này đâu. Nhưng mà nếu mà các bác đã theo dõi cái series phim mà quay ở chợ Vật Phúc của em ấy, có cái video tên là đại loại là cái cây cây xanh trực mà lùn mà giá 18 triệu ở chợ Vật Phúc các bác. Thì là bây giờ nó đây, cái lúc ấy nó chọc lóc, nó không có lá, nó chưa có lá đấy. Thì tí em sẽ để cái link cái video đấy ở dưới phần mô tả video các bác nhé. Đấy, và còn là bây giờ thì nó đây, mà cũng được thay cái chậu mới. Cái chậu này thì chậu cũ thì bỏ đi rồi. Tức là như này, cái ông bán ở chợ này, ông bán cho một bác cũng là thợ rất là chuyên sâu đấy. Đấy, thì cây này được lấy qua hai người, thì là chủ thứ hai từ tính từ cái lúc mà đi chợ đấy các bác, chưa mua được trực tiếp từ chợ. Đấy, một cây là cũng rất là giá trị, thì các bác cũng 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 biết là nó sẽ giá trị đến mức nào, tầm tiền là mức nào các bạn. Đấy, thì cụ thể giá nào thì cũng không nói, vì là không, thực tế cây này không phải cây của em, cây của ông anh rất là mê cây, nhưng mà anh đang có cái yêu cầu là thu ngắn những cái cút tay này lại, vì bác yêu cầu khá là cao, là bác không thích những cái đoạn loằng ngoằng này, ngày xưa vào dây ấy thì bác không thích, bác muốn thu ngắn lại, chấp nhận là chơi sau này lâu hơn. Thì em cũng đang rất là suy nghĩ về cây này, rất là suy nghĩ về cây này, và sẽ bây giờ sẽ lọc những cái mầm thở kia bỏ đi để cho nó dễ nhìn hơn. Thì thực tế cũng không nhớ nó cốt cán nó như nào để mà làm lại mà các bác. Đấy, thì bây giờ là phải làm cho nó sạch sẽ để nhìn nữa, cho nó để cho bác mang về chơi mà, chứ không phải cây của em các bác nhé. Lọc bỏ những cái mầm thở nó gây khó nhìn đi, để em định hình lại cây này tí các bác nhé. Mặc dù nó hơi sớm để làm, vì là thực tế cũng chưa có gì, nhưng mà yêu cầu là thu ngắn lại đi em, để nhìn rõ cái cốt cán nó em mới dám làm các bác nhé. Ai da, đau đầu phết. Nhìn các bác nhé. Yêu cầu rất khó, rất là đau đầu. Xin cá nhân nào. Chậu mới mang về đã đây. Đã kịp thời bắt đầu quá. Mới xảy này.
Đây các bác, nó đây các bác, vừa mới lọc đi rất nhiều cái mầm cá, cũng khá là tiếc ấy, vì là những cái này sau sẽ là những cái u cục rất là đẹp. Những cây này không sao, nó rất là khỏe, cái điền rất là khỏe. Đấy, lực sĩ đây, lực sĩ rất là quái này. Đúng là phần ngọn này nó đang hơi bị cao, phần ngọn hơi bị cao, nhưng mà đi cắt đi khá là tiếc đấy, vì nó rất là già, phần ngọn này rất là già rồi. Bây giờ giật lên lại là giật lại đấy. Đầu tiên đi từ phần bệ đó, bệ thì tạm ổn rồi. Có điều là sẽ phải xử lý chỗ này một chút cho nó tinh tế một chút, cái chỗ này đây. Đấy, chỗ này thì bệ bếp đầy đủ, nó cũng là khá là sâu cây chỗ này này. Mặt này là chính là ổn rồi, mặt chính mặt này ổn rồi. Đấy, đấy, ví dụ bác Tuấn bác thích đây, nó rụt rịt như này này, ngắn ngắn đều đều như này này. Đấy, chứ chỗ này nó hơi bị ruỗn, nó bị dài như chỗ này. Tay này thì thu ngắn lại một chút đi. Tay này cũng vậy, ngọn cũng vậy, và cái tay này cũng vậy.
đấy, cứ được như đoạn này thì vui rồi, tất nhiên là ai cũng thích rồi, nhưng mà đấy, ví dụ nó đang như này thì không phải ai dám cắt đi đâu các bạn. Đấy, rất cầu toàn thì mới cắt đi đấy. Đùi gà ngoài chợ mà đã 18 triệu rồi, đúng 18 mới bán đấy các bác nhé. Và lại là người sở hữu sau thì người là người rất là chịu chơi đấy các bác, không thèm lấy chậu luôn, mua luôn cái chậu mới này rồi. Để em lại đưa cái này vào cái giá này đây. Vẫn đang lâng lâng vì quả kịp này, cầm sướng mắt. Một cất theo yêu cầu đây. Thank you.
Vậy hả? Vậy hả? Sơ bộ tỉa tót cắt gọt những cái đầu này cho nó bớt thôi. Còn cái nhát cắt quyết định là cái ngọn này, các bác này, cái ngọn này này, yêu cầu của đại ca là làm thu ngắn ngọn này xuống. Vấn đề là bây giờ thu ngắn như nào. Mặt này thì ổn rồi, với cái chiều cao ngọn sau hoàn thiện nó bằng này là ổn rồi. Đấy, bây giờ là có thể thu lên đây, giật cái mầm là đâu đấy quanh đây, bởi vì dù sao ấy thì ngọn vẫn phải hồi tâm này, hồi tâm từ trọng tâm của gốc lên đến trọng tâm của ngọn là phải thẳng một cùng một đường thẳng đấy. Bây giờ ngày xưa bắt chỗ cũ này, bắt ngọn này ra đến đây này đấy, nhưng vấn đề là bác bây giờ bác lại không thích như vậy, thích cắt giật cơ, cắt giật yêu cầu cao cả, thậm chí rất cao. Đấy, cái khẩu này cũng cắt đi để nuôi giật cái này, cứ ngắn chùn rụt đoạn một thôi. Những cái chỗ này là vẫn để hơi dài so với quy định của bác. Đấy, bây giờ, ôi xin lỗi. Bởi vì là cái tay này thì tôi cũng tạm được rồi, nó cao đây rồi, thì ngọn ít nhất cũng phải mọc từ đây. Ít nhất cũng phải mọc từ đây, từ cái khẩu này trở lên. Thì vấn đề cái chỗ này là đang có cái sẹo ngày xưa này. Đây các bác nhìn này, đấy, cái sẹo ngày xưa này. Thì chỗ này là như là không thể là mọc mầm được chỗ này rồi. Thì có thể là giữ lại cái này, sau cắt một miếng ở đây để áp cái này vào để lấy ngọn. Nếu như mà cái ngọn này,
nếu như mà khi cắt đi này mà khi cắt đi cái ngọn này nó nhưng không nảy được thì buộc phải chơi cái này. Cái phương án thứ hai là cắt đến đây, cắt đến cái chỗ khớp này thì có một ngọn đây rồi nhưng mà nó vẫn hơi cao nhưng mà nó khả thi hơn. Thôi sơi thì các bạn thấy nhiều đồ đồ lắm. Sau giật cái ngọn ở đây cao là nhú lên đến tầm này, có một cái bông bóng ở đây nhẹ một tí bông bóng nhẹ ở đây một chút, đỡ ở đây một chút thôi, còn nếu không thì sẽ cứa một đường đây, ghép cái này vào đây làm ngọn thì cắt cái đến đây lại cắt đến đây đấy, xong rồi cắt đến đây khi mà cái này đã liền. Tạm thời thì em chỉ để như này thôi, không cắt hơn nữa, không thể nào cắt hơn được nữa, không thể nào cắt hơn nữa. Rồi các bác coi như hoàn thành công việc. Giờ tí nữa bác ấy vẫn chê ấy thì chắc là đẹp. Để bác suy nghĩ về cái chuyện sẽ lật giật cái ngọn này. Đấy. Thực tế mà nói bác ấy muốn ngắn đến tận đây cơ. Nhưng mà đôi khi nguyên tắc quá nó cũng khó. Cơ bản là cây này rất là ổn rồi, rất là ổn rồi. Đấy, độ cao hợp lý, nó mà hoàn thiện cao chỉ tầm 34 phân, 34-35 phân. Đấy, này bệ rễ rất tự nhiên, nhiều khi không cần quá cầu kỳ đâu các bác, bệ rễ tự nhiên rồi, cái gì tự nhiên vẫn là đẹp nhất mà. Mình làm thực tế mình cũng đang mô phỏng tự nhiên thôi, đang mô phỏng thiên nhiên thôi. Đấy, một số cái đầu cành em cắt hơi sớm để bác ấy nhìn cho nó dễ chơi luôn được. Đấy, chứ để ung tùm nó khó, sau này thì ung tùm sau. Cái này thì đang để chờ. Tí nữa trồng lại cái chậu này là ngon thôi. Vâng ạ. Nhiều tiền lắm. Tiền buồn phiền vì điền nhiều tiền. Buồn phiền vì điền nhiều tiền. U xẹo méo tròn, thân ục ịch. Thay cành rụt rịt. Lấy chi dám. Rồi. Cảm ơn các bác ủng hộ nhé.